1.300W trên một kênh. Em về con này coi như nó quá đẹp quá, quá đẹp. Về chung với lô những con JBL QC 400W đi. USA 120V. Em đã chuyển điện 220 cho các bác rồi nha. Đấy, cái những cái trạm loa nó còn nguyên chốt chưa khui này. Đấy, trạm loa Nutrix này. Cái con mà ở con không phải nội địa Mỹ thì nó không phải tem như thế này nha các bác. Nó tem khác nha. Bác nào đang sử dụng những dòng 4050 mà không phải hàng nội địa Mỹ thì các bác nhìn sẽ không bao giờ giống cái tem này nha. Con này nội địa Mỹ nhá, 19.500. Bác nào muốn lấy nó thì alo cho em. Đây, thuộc phân những dòng khủng long bò chúa rồi nha. Rất đẹp đấy. 19.500 bao gồm phí ship RMX 4050HD. Cây nguồn theo máy. Rồi thì các bác cũng đã xem và độ đẹp của nó thì không có điểm nào mà chê được. Thì sau đây em mời các bác cùng xem cấu hình bên trong. Nó chạy nguồn xuyến nha. Đây là cấu hình bên trong của những dòng RMX 2 tăng phô xuyến nha các bác. Một vế là 246, 12 tụ nguồn. Tụ thông số rất là lớn nha. Thông số khủng lên tới là 15.000 ối trong tụ. Đấy, hai bo, bo đối xứng nha các bác, bo trên bo dưới. Dòng đời cao, mức keng 1.300W trên một kênh. Với những con đẩy Mỹ mà với thông số 800-1.000 trở lên là nó phần khúc khủng rồi các bác. Nó là những thông số chính xác chứ không như như hãng hàng trôi nổi họ in 2-3.000W một kênh nhưng mà nó yếu xìu quá. Nó là in thôi. Thế còn công suất thực sự là những cái con tầm 700 trở lên là chuyên đánh những lô khủng rồi các bác. Còn đây tới 1.300. Con này thì trung Mỹ. Khó mà có bác nào mà được sở hữu những con 4050 hoặc là thị trường Mỹ như thế này. Đấy, bác nào chốt em này thì alo cho em nha. Giá 19.500 bao gồm phí ship. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chỉ còn đủ em sẽ bớt 200.000 còn 19.300 bao ship tận nơi. Được tặng kèm một bộ dây ba lăng trị giá là 250.000 nha. Sau đây thì em chính xin giới thiệu các bác một con đẩy rất là hot của Aquafy. Một thương hiệu lừng lẫy của Nhật Bản đó là Aquafy nha các bác. Nghe cái tên không là các bác cũng đã thấy sự cao cấp và sự trang nhã sang trọng rồi. Mã model là Pro 5. Pro 5 có thiết kế rất là mạnh mẽ với những khe hút gió và volume, đèn tia phía trước, logo Aquafy và Pro 5. Em này chạy 40 sò nha, 40 sò Toshiba. Con này rất xuất sắc luôn nha các bác. Sản phẩm thì em bao zin hết và mé thì mé đẹp, mé tuyển các bác cùng xem độ chi tiết của máy này, từ độ cảnh kiết này các bác cùng xem nha. Em làm hàng sưu tầm và những hàng tuyển kỹ đấy các bác, vừa chơi, vừa có thể trải nghiệm, vừa có thể xém sửa một cái con đại để trưng bày trong cái phòng khách và ghép với những cặp loa cao cấp để mà phục vụ nghe nhạc và hát karaoke như là Boss 601. Con này thì vô tư các bác đánh hai cặp 601 rồi, hai cặp 701, hai cặp 10.2, hai cặp full 30 đấy, rất là mạnh nha bác. Con Aquafy Pro 5 nó rất là mạnh. Các bác chơi một cặp full 40 rất là căng luôn. Pro 5 công suất là 1.500W điện 100V. Đây là sản phẩm hàng nội địa của Nhật nha các bác. Con này series là 205 nha các bác. 205 nha, 205. Mé cực đẹp nha, từ ốc ác này các bác. Đấy, được thi đầu vào. Có kìm theo một bộ dây ba lăng để các bác kết nối với vang hoặc là với những con rề. Đấy. Điện 100V nha các bác. Mời các bác cùng xem lại mặt tiền của em nó này. Đẹp ngất ngay nha. Giá bao gồm phí ship là 25 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000 còn 24.700 bao ship kèm theo bộ dây ba lăng trị giá là 250.000. Còn cọc tiền thì vẫn giá 25 nha các bác. Cọc tiền cọc giúp em khoảng 2 triệu là em ship hàng. Các bác nhận hàng và thanh toán số tiền là 23 triệu. Lưu ý là sản phẩm này là hàng nội địa, chỉ sử dụng điện 100-110, không có sử dụng được điện 220 nha. Phải đồ nội địa của Nhật rồi, các bác biết rồi, nó cực kỳ chất lượng nha.
và nói chung và nói riêng của Aquafine thì phê rồi các bác, nhưng sản phẩm Aquafine thì không có ai nào mà chê được. Rồi sau đây em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem linh kiện và độ đẹp của sản phẩm nha. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con Aquafine Pro 5. Mỗi vế nó sẽ chạy là 20 con sò xanh đen, mã là 13 302 và 281. Nghịch với nhau là đen, con đen là 281, còn con xanh là 302. Đấy, tổng là chạy là 20 con đen và 20 con xanh nha các bác. Nhìn rất là khỏe. Đấy, nguyên keo, nguyên mọc hết nha. Nguyên zin hết. Đấy. Đấy, keo sò này các bác. Bác là chốt thì alo cho em nha. Những dòng này là hàng hiếm đó, hàng khủng. Rồi, em xin chào hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Phía trước trên của nó là một cái nguồn xuyến, nó chạy nguồn xuyến nhé, hai tăng phô. Mỗi vế đều trang bị là cái rô le hỗ trợ. Đây là tổng quan mặt của nó này các bác. Nãy các bác xem rồi. Quá đẹp nha. Bác nào lấy thì liên hệ cho qua hai số điện thoại này nha, 0978 338 14 nha. 0965 77027.